Hi, xin chào anh chị nha. Chào mừng anh chị đã quay lại Toàn Trung Luxury Car anh chị nha. Khách đang tới chạy cái Everest ngàn mấy cây. Đó, chiếc Everest ngàn mấy cây ở Vũng Tàu bữa em mua á. À, mấy ngàn cây chứ. Xe đó 2022 chạy 7-8 ngàn á. Nhân viên Toàn Trung đang cho khách đi chạy thử anh chị. Rồi, đây là mấy cái xe mệt. GLC anh chị nha, GLC có 3 chiếc. Tỷ tội tư, tội xấu rồi á. Anh chị nào mà có xe mệt mà hoặc là pin đúp chính chủ nha, chính chủ á, mà ít cây số đừng có đăng mạng hay gì hết á, thì giới thiệu em Toàn, mua được em gửi cà phê hoặc là anh chị chính chủ, anh chị bán thì Toàn nhanh gọn lẹ, tại vì Toàn đang có cái vốn mà từ trên trời rơi xuống của ông già, nên là đang tập trung tìm mua anh chị nha. Phi dọn đi Phi, dọn mấy cái xe đi. Ờ, đây nè anh. Đó, mệt anh chị nha. Xe đây, C200 đây, C200 đây. Đó, Subaru. Subaru mấy trăm km. Subaru đây có mấy trăm km à. Hôm bữa đi triển lãm mô tô sâu là cái xe này. Model 2024 này họ bán là 1 tỷ 850. Họ khuyến mãi còn là 1 tỷ rưỡi 50. Mà chưa thuế anh chị nha, thuế nữa là 16 mấy, gần 168 anh chị. Mà bây giờ là đi có mấy trăm km, cũng đăng ký 224, em bán là 1390 để nhập Nhật. Ở hiện tại bây giờ chưa có xe 224, họ cũng nói luôn. Đó, bây giờ chỉ có xe 223 và đăng ký 224, tại vì nhập từ bên Nhật về, không phải dễ nhập. Đó. Đó, nên anh chị có nè, GLC nè, C nè. Đó, mà chính chủ một chủ á, C200, C180, C300 rồi GLC. Đó. Thì lưu ý để cho em Toàn. Đó, mấy cái này mấy cái tuyết sơn. Rồi cái này Carnival. Carnival là 1260 nè. Đó, 2022 luôn anh chị, biển Sài Gòn luôn. Đó, bây giờ Carnival có 1260 à. Có một cái MPV cỡ lớn. Đó. Bản Xít Nature luôn anh chị nha. Rồi mấy cái xe CRV nè. Rồi mấy cái xe Lexus nè anh chị. Lexus đây Toàn cũng cần lắm nè. ES250 mà có bao nhiêu chiếc mà hợp lý là em cũng đều bụp hết anh chị nha. Đó, em đang cần mua cái ES250 nè, nhiều người hỏi lắm, 216. Đó, nhiều người hỏi. Đó, cái ES250 này. Rồi tiếp theo nữa cái C. Cái này C200 này cũng đã bán rồi anh chị, đã giao dịch rồi. Cái mẹ, cái Lexus đây tỷ mốt mấy à. Đó. Tỷ mốt mấy, xe đẹp, thơm phức. Đó, cô chú anh chị lưu ý nha. Giá tình thương mến thương cho cô chú anh chị nha. Đó. Đây là mấy cái xe Mazda rồi Optima rồi Altis. Đó, bán tải bán tủng. Đó. Quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn anh chị nha. Đó, bên trong nữa. Khách cũng đang coi Yaris Cross đây cũng bán rồi. Khách cũng bụp rồi anh chị. Đó là mấy cái xe sale tốt, sale đồ. Khách cũng đang xem. Đó, ở trong đây Land Cruiser không bán anh chị nha, giờ để anh chị vô thích xe máy dầu rồi coi. Còn đây Everest đây. Khách thì cũng đang đàm phán hỏi xe rồi mua xe. Phía sau rồi có cái morning. Ủa cái xe điện hết bình bây giờ là cẩu đi hả? Hết bình bây giờ là phải kêu sạc luôn rồi. Nó bắt tiền lắm anh chị ha. Đó, VinFast xe điện nè. Kia hết xăng rồi còn mua cái xe ô tô thì nó cần cái tiện nhất. Mỗi lần hết một cái là tuột một cái là phải đi ra trạm xong rồi ngồi chờ. Chờ đến lượt rồi sạc. Mất cả nửa ngày. Trời, lắp cái bồn vệ sinh nè. Bồn tiểu ở đây giá trị chị nha. Cái này mới nó là 25 triệu. Còn đây hàng mới mà Nam quan hệ ngoại giao mua có 2 triệu rưỡi. Tôi không thấy cái thơm nữa. Tôi lắc đầu luôn. Lắc đầu. Xeo xe gì đâu mà. Nó bán cho thợ mà bán gấp mấy lần bán cho xeo xe luôn. Thua. Hết đầu. Hết đường. Mấy ông bán xe ổng đi làm giá mà từ 25 triệu mà hàng mới tinh luôn. Đó, người ta rớt xuống còn 3 triệu mà nó còn bóp thêm 5 xị nữa còn 2 triệu rưỡi giờ đang lắp. Nhưng mà lắp lên nó bị cao á. Ủa vậy mấy anh thấp thì sao mà lắp bị cao á? Ủa sao lắp cao vậy rồi sao mấy anh thấp ảnh đúng, 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 đúng.
Vẫn tới hả? Vẫn tới, do cái này xưa nó lắm đó. Nó làm đường nước hả? Nè, nó làm đường nước thoát nước cấp rồi, tiếp thoát rồi. Ờ, tự động luôn đúng không? Ừ. Hàng cũng ngon đó chứ hả? Hàng được mà, Singapore. Singapore. Để mua thêm mấy cái nữa 25 triệu mà còn có 2 triệu rưỡi. Rồi mấy anh thấp thấp thì cho vô đây. Ở nhà vệ sinh của Toàn Trung Luxury đang hiện đại hóa anh chị. Em hỏi thử bên đó nó có bán cái bồn vệ sinh mà nó tự rửa từ đồ mà giá nó hợp lý không? Đúng không? Luxury mà anh chị nghĩ đi, bây giờ Luxury mà đến mức mà Toàn và anh em còn đang đi mua đồ khuyến mãi mà anh chị cứ bắt là phải bận vét bận đồ. Nói chi vậy mấy ông? Bây giờ đi ra đồ đi mua đồ mà cũng phải đi lựa cái chỗ mà nó mua một món nó phải đi khảo gần 20 chỗ rồi thôi chứ còn gì nữa, đúng không? Tôi nói mấy ông rồi thôi thua luôn, như vậy mới có dán mặt nam vô đi đâu vô là thôi khỏi luôn đó. Nên là Toàn nói với anh em là tới Toàn Trung á là anh em nó bình dân à anh chị ơi, nó bình dân à chứ không có cái gì đâu đó. Nên là anh em cứ tới rồi chơi bời các kiểu anh em nha, vui vô coi rồi vui đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, hẹn gặp lại trên video kế tiếp, có xe sang nhớ liên hệ em Toàn nha. Hai anh chị ngày mới nha, chào mừng anh chị đã quay lại với xe về mỗi ngày với em Toàn nha. Đó, đi lanh quanh coi thử có cái gì nó hay không. Hy vọng là trong clip này anh chị lựa chọn được cái xe mình ưng ý hoặc là tham khảo cho một cái dự định của tương lai của mình. Đó, trong clip này thì có đầy đủ thông tin, đầy đủ tất cả những cái gì mà cô chú anh chị cần. Và cái quan trọng nhất anh chị giúp em Toàn nha. Có xe cũ của người thân, người quen bán thì nhớ chia sẻ em Toàn. Mua được Toàn sẽ gửi hoa hồng cho cô chú anh chị. Rất là cảm ơn cô chú anh chị nha. Mua ở miền Nam, miền Trung. Mua tận nhà, giải ngân nhanh chóng. Và kèm theo nữa là hỗ trợ tất cả những cái thủ tục mà cô chú anh chị đang vướng phải. Đó, khi mà muốn thanh lý một con xe đã qua sử dụng. Đó, nhanh gọn lẹ nha. Lên đời, đổi đời. Kẹt tiền, kẹt ngân hàng, kẹt vốn hay là gì đó thì trong vòng vài tiếng thôi là em Toàn sẽ full cho anh chị đó, để anh chị giải quyết công việc. Nên là có anh chị giới thiệu hoặc là đi trên đường biết ai bán xe hay là gì đó thì chị em Toàn nha. Đó, ngồi nghe ngóng hay gì đó thì chị em Toàn. Mua được gửi cà phê rất là dễ dàng và đơn giản anh chị nha. Nhưng mà phải cụ thể anh chị nha. Cụ thể là có thể xin được thông tin chủ xe, hình ảnh đơn giản thôi, hình ảnh thực tế của xe tại thời điểm hiện tại. Đó, và mình gửi nhau qua, đó, có cái thông tin mình gửi nhau qua là mình mua được, là mình có một cái căn cứ để mình gửi cà phê cho anh em nha. Chứ đừng có điện cái đưa số điện thoại em cũng không điện người ta đâu. Tại vì mình không quen người ta, điện người ta có công người ta chửi. Đó, nên là xe đăng mạng hoặc là xe mà của salon bán thì anh em tha cho Toàn. Còn xe chính chủ thì anh em hãy giới thiệu anh chị nha. Cái đó mới là lấy công làm lời. Đó, chứ không cứ ăn cứ đi lên trên mạng lấy xe lấy thông tin cứ gửi cho em là mất thời gian hai bên anh chị nha. Rồi pha điêu lại là pha điêu quen thuộc anh chị, ngày nào cũng về pha điêu hết á. Có bao nhiêu chiếc pha điêu em gom hết cho anh chị nào mà chê pha điêu hay là không thích cái thương hiệu này thì cứ bao nhiêu chiếc em gom hết cho đó. Máy 1.4 đó, xe này biển 61A69826 đó, biển Bình Dương anh chị nha. Ở Bình Dương Thuận An 219 đi 51.000 km rồi. Xe này bản bay, chủ xe chưa lên màn hình. Anh chị mua cái xe này thì phải về bắt buộc lên màn hình Android chứ giờ này ai nghe đài đĩa đài này nữa anh chị. Đó, 299 anh chị nha. Đó. 299 là anh chị có được cái xe. Đi xa đi gần đi đâu cũng được hết á mà tiện nữa. Ô tô mình mua để mà là đụng chuyện mình đi mà. Đó, nên là nó cần tiện nhất. Đó, hết xăng rồi đổ xăng thôi. Đó, đi xe đi gần rồi bền bỉ rồi nó gần như là cứng cáp và nó cũng được đã được chứng minh rồi, nó được đã được chứng minh rồi anh chị, vô địch trong phân khúc. Đó, 5 chỗ rộng rãi 2 đồng mấy, đi chán rồi cũng bán cùng 2 đồng mấy, bao anh chị luôn, bao anh chị từ đây về sau đi chán bán cùng 2 đồng mấy chứ không có 1 đồng mấy được anh chị. Đó, nói chung là cái xe này tầm 2 đồng mấy là quá an toàn cho người sử dụng rồi anh chị. Rồi, tiếp theo nữa là nhiều anh chị hỏi CS3. Đó, xe đẩy nè, mua cách đây, mua từ năm ngoái. À, tính ra rẻ, cuối cùng không rẻ anh chị. Hôm bữa ông kia vô bán 50 triệu. Xe đang chạy ngon lành. Cái xuống bỏ xuống thợ sơn sơn gần năm nay. Bây giờ đẩy luôn. Lúc mang xuống á, là chạy xuống. Lúc mua là chạy đi mua, lúc mua là chạy được.
Đó, lúc mang đi dọn là chạy được, bây giờ mang xuống để bây giờ là đẩy luôn, không nổ luôn anh chị. Nên là đừng ham rẻ anh chị nha. Và cũng đừng em thấy rẻ quá, 50 triệu em mua cái về là anh em nó bươi ra nó dọn một mớ tiền, giờ dục đó luôn. Đó, giờ tôi kêu em kêu chặt chỗ quá, để lâu sợ nó mục thôi, mang về cho nổ niết rồi. Đúng không à? Quả đạn thiệt chứ. Bữa đó biết là bán cha đi, ai mua về họ tự dọn từ đồ cái mình dọn đó, nó lấy bắt mấy ông mà làm xe lướt đó, đi dọn mấy xe đó là chết tiền, nát tiền hết anh chị. Xếp 3 Brenum, cái này nhập Thái Lan anh chị, 2022, đi 20.000 cây. Đó, cái xe này là biển thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ Đức anh chị nha. Anh chị nào mà thấy một cái xe mà Mazda 2, Mazda 3 nó nhỏ quá hoặc là nó thấp quá, nó không làm cho anh chị hài lòng thì anh chị có thể thử qua cái CX-3 này. Nó được cả là xe nhập Thái Lan anh chị nha. Đó, cái bản Bre nội thất hai màu, chức năng option là lẫy số vô lăng rồi đầy đủ hết. Phanh điện tử rồi chế độ lái, 2-3 chế độ sport thể thao rồi tùm lum hết. Da đây giống như da nắp 3 anh em, hình như da nắp 3 sao á. Đúng không? Da nắp 3 giống như của CX-8 này anh chị, nó pha với da thường nè. Đó. Nhớ ghế vị trí rồi nói chung là tùm lum option, ghế trình điện ở tùm lum option anh chị. Đó. Mà bây giờ giá nó cũng chỉ bằng cái Mazda 3 thôi. Mazda Bre bây giờ tầm tiền 5 đồng mấy thì xe này giờ em toàn đang bán cho anh chị là cũng 5 đồng mấy thôi. 585 mà được cái xe nhập. Được cái hatchback, được cái cốp rộng. Đó. Cốp điện luôn. Biển số ở đây. Đó. Rồi, CX-3 Brenum. Đó. Cũng hay hơn chị ha. Tầm 5 đồng mấy có được cái xe bản Bre bản đủ nhất, đầy đủ cái chức năng, nhập Thái Lan nữa. Ok. Xài được anh chị. Rồi, tiếp theo nữa. Accent. Accent đây là 2023 anh chị. Đó, anh chị nào thích một cái Accent 2023 mà bản đủ á, bản full nhất á, máy 1.4. Đi gia đình màu trắng, biển Bình Dương một chủ, Thuận An ở Bình Dương. 475 anh chị. Đó, đi 10.000 cây. Còn anh chị đi nhiều cây số hơn thì nó 44, 45 mà đời nó lại thấp hơn anh chị. Nói chung là anh chị ráng hơn chục hai chục nữa thì anh chị mua được cái đời cao này 2023 màu trắng. Đó, rất là hay. Đi 10.000 km thôi, rất là mới anh chị. Đi rất là hay trong phân khúc. Rồi tiếp theo nữa là cái CX-3 màu trắng. Đó, CX-3 màu trắng. Anh chị nào không thích màu đỏ thì em toàn có màu trắng đây. Đó, máy này máy nó cũng giống như Mazda 3 thôi. Đó. Rồi cái xe này đi có 7.000 km rồi anh chị. Cái này 2023 nhưng mà cái này luxury. Cái này cũng là nhập Thái anh chị. Cái này cũng biển thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó là luxury, nó không có ghế trình điện nè. Đó, nội thất thì nó cũng không có sang hơn. Bên kia thì nội thất rồi nó có nhìn nó xịn sò hơn anh chị hơn, nhưng mà cái này nó bù lại là cái này là cái da lộn cũng đẹp nè, bọc cái da lộn đây cũng đẹp nè, cũng hay nè, có lẫy số nè, cũng có chế độ lái, cũng phanh điện tử cũng như vậy nhưng mà thiếu ghế điện. Với lại nhìn cái nội thất của Brenum nó mướt mắt hơn anh chị ha. Cái này thì 2023 đi 7.000 km anh chị. Cái này là 565. Đó. Giờ đẩy luôn anh chị. Sợ thiệt chứ. Đó, CX-3 luxury. Cao ráo rộng rãi. Đó. Còn cái chiếc Everest Titanium này giá hợp lý quá, hai cầu 9 đồng mấy, hợp lý quá, khách bập rồi anh chị. Cái Sorento đây cũng bập luôn rồi anh chị, ngưng giao dịch anh chị nha. Đó, khách cũng bập luôn rồi. Đó, Sorento cũng 8 đồng mấy, máy dầu bản full, kiếm đâu ra, muốn kiếm đâu ra được hết. Bây giờ em bán không xong thì em cũng không mua lại được. Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái Elantra. Cái này đi có 3 mấy ngàn à. Đó, này đi 3 mấy ngàn. Anh chị nào thích cái phân khúc mà thí dụ là cái xe mà xe nó vẫn chưa làm anh chị hài lòng á, anh chị muốn đầm chắc hơn, anh chị muốn giá trị hơn. Đó, và thương hiệu Hyundai đây thì anh chị lấy cái này có 39.000 ở đời 2019. Đó, cửa nóc luôn. Đó, cửa nóc đi 39.000 km. 429 anh chị, xe này chủ ít đi quá. Đó, xe này biển số ở Hồ Chí Minh anh chị, ở Thủ Đức luôn, ở gần em luôn. Đó, mấy cái siêu ni lông này họ cũng chưa lột nè. Đó. Lợi thế của Toàn và thế mạnh của Toàn là có rất là nhiều lợi thế, là rất nhiều thông tin để mình lựa chọn. Đó. Cho thuê kiosk luôn nè, số chủ xe nè, chủ xe là chuyên cho thuê kiosk anh chị, ở chợ ở đây nè. Đó, đi móc luôn nè. Đó, không đi nó móc luôn anh chị. Ở Sài Gòn nhiều người họ mua ở đâu có đi đâu. Đó. Thì 4 đồng mấy, 439. Đó, có được cái Elantra 2019 chạy 30 mấy ngàn cây xịn, số tự động. Đó.
màu đỏ biển thành phố Hồ Chí Minh, bảo dưỡng Hyundai Ngọc An GLS, bản GLS anh chị. Đó, anh chị nào thích cái xe nó dài hơn, chảy đầm hơn, cảm giác lái nó tốt hơn nhiều đó, thì mua cái xe này. Anh chị thấy không, mâm và heo dầu nè, lốp nè, theo xe nè. Đó. Không, lốp này thay rồi nè, một cái lốp thay rồi. Ủa, anh thay 4 cái lốp mới rồi anh chị. 4 lốp 2023 mới thay luôn. Ba mấy ngàn thường thường chưa thay lốp đâu. Nhưng mà cái xe này em khẳng định là chuẩn đồng hồ anh chị. Tại vì cái chất xe mình nhìn mình biết à. Đó, vô lăng đó. Có nhiều người họ đi họ sợ anh chị. Họ sợ lốp để lâu nó nổ, thay 4 cái mới nó đều luôn. Có nhiều cái là ở trong đây nó cũ hết, đúng không? Mà cây số nó ít đó, thì mình có thể nghi ngờ ở đây nó mới đều hết anh chị. Anh chị nhìn nè, từ mấy cái bàn phím ghế nè. Đó. Cái này em chưa rửa chứ rửa nó còn mới nữa anh chị. Cái này thì bao anh chị luôn. Vào cứ ra hãng test anh chị, họ nghi ngờ. Nói chung là ông nào càng cam kết, ông càng nào càng nói hay thì mình càng chết. Đó, nó mới là thật. Chứ còn mà hồi tới giờ này em toàn còn bị lừa mà nói chi anh chị. Đó. Người lạ, đừng tin vào người lạ là lúc nhỏ, mà cũng đừng tin vào người quen là khi mình lớn lên. Đừng tin vào người quen. Đó là khi mình lớn lên, đó hai câu mà em dành cho anh chị. Đó, ông nào càng cam kết, ông càng nào bán hàng cái miệng thì tiền mình bỏ ra thì mình phải chết. Đó, không tin bố nào hết á. Đó, càng nói hay thì càng phải đề phòng. Rồi, cái này là Hyundai Santa Fe mua ở Vũng Tàu anh chị, xe này mới tinh nè. Cái này bản turbo, đây là lần đầu tiên. Cái đây bản Smart Trim này. Anh chủ xe nói rất là thật. Anh điện kêu alo toàn bên toàn Trung hả? Anh có cái Santa Fe 2022 đăng ký 2023. Đó. À 2022 đăng ký 2023. Bản phun dầu. Đó, xe anh thì rất là mới. Mà có một cái điểm trừ là cũng giống như toàn á, hay nói là có gì thì mình cứ nói thẳng để dễ giao dịch và cũng bán đúng cái giá trị của nó, thì anh cũng nói thẳng là cái xe anh ve nó bị móp cái cốp. Anh vô hãng có bảo hiểm anh thay nguyên cái cốp mới luôn, nhưng mà ở trong thì không bị xương sẩu, không bị gì. Đó, toàn có mua không? Em nghe vậy, em kiểu ồ, xe mà đời cao như vậy mà không biết anh bị nhẹ hay bị nặng mà thay cái cốp là em không thu rồi. Anh kêu nếu không thu thì thôi, chứ còn tại vì hãng họ cũng thu, nhưng mà họ thu rẻ quá, họ thu có hơn 1 tỷ à. Em kêu cái gì xe mà nếu mà không bị là mình phải thu 1 tỷ 1, bán ra thị trường nó phải bán ra là 1 tỷ 180 hoặc là 1 tỷ 190. Đó, gần 1 tỷ 2, tại vì bây giờ cái Santa Fe nó không ra mấy xăng nữa, mấy dầu nữa. Bây giờ khách họ cũng tìm máy dầu nhiều anh chị, nó bỏ máy dầu luôn rồi. Và nhiều người lại thích đi cái máy dầu turbo Smart Trim này, nó chạy sướng mà nó lợi nữa, kinh tế nữa anh chị, nó chạy khỏe nữa. Đó, nên là em nghe đâu mà rẻ dữ, em kêu thôi để em mua luôn anh chị. Đó, anh không nói câu đó thì em cũng bỏ qua một cơ hội rồi. Thường thường mình nghe cái là mình không quan tâm, mà điều anh nói cái là mình cũng rẻ quá. Thì xe này cũng nói với anh chị luôn, anh nói với em sao em cũng nói anh chị vậy, nó thay cái cốp mới luôn, thay trong hãng luôn anh chị nha. Anh chị nhìn thì không biết đâu, đây nè, nó nhìn là nó đều đồng nhất hết. Đó, từ mấy cái bấm là hết. Em kêu cái cốp cũ đó, anh kêu bây giờ làm bảo hiểm thì người ta bảo hiểm nó thu lại anh chị, chứ cái cốp cũ thì nó móp, thì hút móp là nó vẫn. Em khuyên anh chị nha, thí dụ là nó tông bẹp dúm hay là gì đó thì mình nên thay cái mới. Chứ bây giờ mà nó cứ móp hay gì đó, anh chị thay cái mới cũng là cái đồ không giá trị. Thà anh chị hút cái đồ rin theo xe, nó móp hay gì mình hút. Em đi mua xe, nếu mà hút móp không bao giờ em trừ tiền. Ở chỉ có mất chỉ, mất đồ hay gì đó thì trừ tiền, chứ còn mà hút móp hay gì đó thì không bao giờ trừ. Nên anh chị khuyên anh chị nha, xe mà bị hút móp hay gì, dù mặc dù mình có bảo hiểm hay gì đó, thì mình cũng nên cho người ta hút móp rồi sơn tút lại, nó vẫn là cái theo xe, nó vẫn là cái giá trị anh chị nha. Chứ còn mà anh chị có thay mới bao nhiêu tiền, có đắt tiền hơn thì nó vẫn là cấp lô anh chị, gọi nôm na là lô. Mặc dù anh thay trong hãng nhưng mà nó không có theo cái xe đó từ đầu thì gọi là lô. Đó, có nhiều cái trường hợp là thay cốp xong rồi ở trong đây làm hết anh chị. Đây nè, ở trong đây mở hết. Cái này vẫn còn cái keo rin, nhưng mà thôi em xin phép được tháo ra cho anh chị, tại vì cái keo của cái ron nó rin lắm, nó phải có một cái keo. Đó, cái này nó còn nguyên hết nè. Đó, chứ còn mà nó đụng mà đến mức mà nó bị hết cái này thôi em bỏ chạy, rẻ bao nhiêu em cũng không dám mua đâu. Đó, mấy cái bấm đây còn hết nè anh chị. Đó, mấy cái bấm nó còn hết. Đó, thì đây anh nói là chuyện của người ta nói, nhưng về mình chết lại thì đúng như vậy anh chị, xuống mua mình đúng như vậy. Đó là trong đây rin hết chỉ có cái này, với lại nó cong cái thanh ở trong. Ủa, cái thanh trong đây thanh mới
thanh mới tinh đúng không? Thanh chịu lực cái cản đúng không? Nó còn mà cái sắc xi ở trong là còn nguyên hết đúng không? Giống như ve vô á, ve nhẹ vô á. Cái này nó bằng nhựa, cái đỡ của cản nó bằng nhựa chứ bằng sắt thì cũng không bị đâu. Nên là cái nó có cái sắc xi, rồi xong nó có một cái thanh để nó đỡ cái cản này. Thì thay cái thanh đó với lại cái cốp mới, chứ còn tất cả cái bấm này, cái quan trọng nhất nè, đó cái bấm này mấy cái mép trong đây nè nè, quay nè. Đó là rin hết, không bị một cái gì hết, đúng không? Đó biển số đây. Không giấu không gì hết. Đó. Mà xe mới ghê ha. Đó thì nó có điểm trừ đó, nếu mà không có trừ đó thì xe này nó phải tỷ 2. Mà nó trừ như vậy thì nó là một tỏi không mấy chục. Đó, em mua cũng một không mấy chục. Em bán cũng một không mấy chục anh chị nha. Đó 13.000 km. Bình ni lông thì tùm lum hết. Đó. Mới tinh. Gần như là mới ken xe ben bản full nhất anh chị, có nút bấm, máy dầu. Hôm qua cũng đi mua, tối qua cũng mua một chiếc thay cửa nữa mà nó mới quá, mình phải mua thôi. Cái xe Everest thay cửa đó rồi anh. Vĩnh Phương qua mua về hả? Chưa mang về hả? Chưa, có cả một xe công ty xuất đơn. À công ty xuất đơn à. À nó mới tin nè, mười mấy ngàn cây. Ok á. Đó. Mazda 3 nè. Bản Brenum nè, 5 đồng mấy nè. 2022 luôn, kiếm đâu ra. Chỉ có thời điểm này toàn mới có thôi. Anh chị chuẩn bị kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Toàn Trung chính Luxury, nơi mà đưa Toàn Trung ra biển lớn anh chị nha. Thì có nhiều món quà ưu đãi, chương trình ưu đãi cho anh chị. Chuẩn bị anh chị nha, vài ngày nữa. Phê mới về luôn à. Tại đây nữa còn một cái xe Santa Fe nữa. Máy dầu à. Máy không làm mà mở chân máy hả? Mở đầu lên rồi. Máy là không mở đúng không? Máy là còn viên. Mở. Mở mấy cái chân máy cái cao su ra à? Thức lái là mở. Cái dòng này hay bị lỗi thức lái lắm á. Mở thức lái bảo hành hay gì đó. Máy này máy rin. Máy dầu thì sợ làm máy lắm. Rin nó đâu, mở em coi coi. Cái này mới về 2020 anh chị nha. 8 đồng mấy. Một chủ mua mới luôn mà. Thay 2 phục sau bị xì. 2 phục bị xì à? Thay à? Thôi thay. Về tụi em phải kiểm tra. Mấy keo rin nè. Mấy dầu có thể đó, họ thay cao su trong máy thôi. Mở ra để thay cao su trong máy thôi. Mở sâu số 5 ngàn. 6 mấy ngàn người bảo dưỡng nó. Mấy dầu nó hay bảo dưỡng lắm. Có nhiều người họ kỹ đó, chưa tới hạn đó là anh vô hạn đúng không? Thí dụ là chưa tới định kỳ mà cố vấn dịch vụ hay gì tư vấn ngọt ngọt cái là nhiều người họ có tiền ở Sài Gòn là họ quất thôi. Họ muốn cứ đổ tiền vô xe họ là họ thích đó. Có nhiều người như vậy anh chị. Bản full nhất full dầu 2020 lên đèn bi đèn đồ hết rồi anh chị. Cái này thì có 8 đồng mấy thôi. Mấy ốc dặn à. Bảo dưỡng. Bảo dưỡng thì thay nhiều người họ kỹ làm bảo dưỡng nhiều quá thì nó phải mở ra nó kiểm tra á. Phần sau hay bị xì, dòng đấy hay bị xì lắm, cũng thay bình thường. Cái này mở. Hộp số còn nguyên mà. Ốc nó xiết vô chứ. Thì là nó thức lái này nó nguyên cái vàng thức lái rồi nó phải hạ cái này chứ anh. Thì nó hạ cái này xuống. Để nó lấy cái thước lái ra chứ. Ý là nó mở cái này chứ. Mở để lấy ra chứ. Nguyên cái thước lái này nó lụm ra luôn mà. Máy mà. Không máy rồi chứ. Máy là dấu nó có dấu mở ốc cao su kia thôi, còn máy chưa mở nè, đây nè. Dấu máy trong đây nè. Thay phục nó trước thì bảo dưỡng thì nó mở thôi chứ. Còn đây nguyên quan trọng cái này nè, anh nhì quay vô đây nè. Đó, máy hộp số hộp đồ nó còn rin hết. Khi nào mà nó mở máy mở đồ á, nó có ốc mở, anh chị đi coi xe á, thí dụ là ốc chân máy chân đồ nó mở
thì mình nên coi kỹ, tại vì phải nguyên nhân xe nó mở. Khi mà mình đã coi kỹ rồi á, mà nó cũng không thấy hiện tượng gì á, thì cái đó là một cái gì đó nó bảo dưỡng hay gì đó thì nó phải bắt buộc nó mở thôi. Đây này anh, mấy cái này còn rin hết này, ốc hộp số này còn rin hết nè. Mở thay cao su thôi. Đây nè, quay sát lên anh, quay dãy đo ai coi nè, đó. Đó, rin hết nè, còn dấu niêm phong hết nè. Đó, mà cái thanh đỡ mà của cái bót lái đây nó mở xuống nó bảo dưỡng này, cái này gầm đẹp đấy chứ. Gầm ở Sài Gòn nó đẹp. Mở luôn, bảo dưỡng thay hai cái phòng này, thay cái phòng. Thì phải mở hết chứ. À, này là mở bảo dưỡng. Thay phục luôn à. À ông đây ông bảo dưỡng kỹ á. Đừng có thấy mở là sợ. Có nhiều cái mở là vấn đề, nhưng mà có nhiều cái mở là người ta họ kỹ, họ vô là cứ thân cái dịch vụ á, là họ nói gì là bắt đầu cứ bảo dưỡng, cứ quặn ra tiền. Bố thay hết luôn. Ông này bên quận 7 mà. Quận 7 dân nhà giàu ở làng gớm quá. Đẹp, gầm đẹp á. Gầm mà đúng đẹp. Nói thiệt sự anh chị, gầm ở xe ở Sài Gòn gầm đẹp. Còn có máy. Rồi, không sao đâu. Máy rin là được. Máy rin, số rin là được. Nó mở thôi anh chị, khỏi mở anh chị. Anh chị mua xe cũ nó có hai cái. Ví dụ là mở ốc vít, mở gầm vít rồi mở nhiều á thì anh chị cũng lo chứ. Ai đi mua cũng muốn rin chứ. Đúng không? Cũng lo chứ. Nhưng mà khi anh chị đã xài rồi thì anh chị mới hiểu được. Ví dụ là mình coi mà thấy mở thôi, nhưng mà thấy đồ đạc không có gì, thấy xe nó còn đều còn chắc á thì nó mở, mình khỏi mở, tại vì người ta mở người ta bảo dưỡng. Nói xe đã qua sử dụng 6 mấy ngàn mà đâu phải xe 10 mấy ngàn. Ví dụ xe 10 mấy ngàn, 2 mấy ngàn á mà nó mở phuộc, mở đồ, mở này mở kia, mở đó. Như ông kia ổng cứ sợ nãy giờ ổng kêu sao ổng cứ phải tìm ra nguyên nhân tại sao nó mở. Mà Toàn thì với cái trải nghiệm, với cái chạy xe rồi, với cái vận hành ở này nọ, Toàn thấy là nó là bình thường. Nó là bình thường khi mà máy móc đồ đạc nó không mở. Hộp số sợ nhất là mở máy ra nè, rồi mở tách hộp số rồi này nọ nè. Chứ còn mà đụng tới mấy cái thước lái hay là mấy cái bót lái hoặc là mấy cái ốc thanh dằn rồi ốc mấy cái bánh bèo, mấy cái cao su rồi đó, mấy cái chịu lực nhiều của anh chị thì nó mở, mình khỏi mở. Giống như cái xe FG nè, đó nó rin hết, nó không mở, về làm cho em tốn phải cả gần 100 triệu. Nó thà nó mở, nó bảo dưỡng, nó thay thế vẫn kêu à, thay lóc lành mà sao vẫn kêu vậy. Ồ đó, đây nè, như cái xe này mua 70 mấy ngàn km, 70 mấy ngàn mai là rin hết anh chị. Nói chung là ốc vít rồi rin hết rồi, về em phải mở ra hết, em thay hết. Đó, có nhiều cái. Còn mà cái máy mà mở là mệt á, máy với hộp số mở là mệt á. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Hy vọng là cũng chia sẻ những cái gì mà nó đúng và nó chuẩn cho anh chị tham khảo. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.